Thưa quý vị, cà phê vốn là thức uống quen thuộc hàng ngày của rất nhiều người Việt Nam. Thế nhưng thông tin về vụ việc là cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện một cơ sở sử dụng lõi pin để nhuộm đen cà phê đã khiến cho người dân hoang mang. Và có lẽ nó sẽ khiến cho nhiều người phải e dè hơn khi sử dụng đồ uống này. Đáng nói là đây không phải lần đầu tiên cà phê bị nhuộm hóa chất hay là pha trộn các tạp chất khác bị phát hiện ra. Vậy thì vì đâu ngay tại nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới như Việt Nam mà người tiêu dùng lại không được sử dụng cà phê thật? Liệu có cách nào để nhận biết được đâu là cà phê nguyên chất và đâu là cà phê pha trộn hay không? Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chuyện tối nay. Với vị khách mời của chương trình sẽ là anh Bạch Hồng Sơn, là chủ thương hiệu Audi Beans Coffee. Anh Sơn thì cũng là một trong những người có thể coi là chuyên gia trong việc thẩm định đánh giá chất lượng cà phê ở Việt Nam hiện nay. Và ngoài ra thì anh Sơn cũng có một chứng chỉ là Q-Grader về thử nếm và đánh giá chất lượng cà phê. Vâng, cảm ơn anh đã tới với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì những cái chia sẻ của anh sẽ đáng tin cậy hơn và cho người dân một cái sự yên tâm hơn. Đầu tiên là xét trên một góc độ là người chế biến và kinh doanh về những cái sản phẩm cà phê, thì cái thông tin là Đắk Nông gần đây đã phát hiện ra một cơ sở sử dụng lõi pin để nhuộm đen cà phê, thì anh suy nghĩ thế nào? Vâng, chào quý vị khán giả, chào anh MC. Trước hết ý, là khi mình đọc những cái thông tin này thì việc đầu tiên là mình cũng thấy buồn. Thứ hai nữa là mình cũng rất là chia sẻ cái sự mà gọi là sốc của dư luận về cái chủ đề này. Bởi vì là cà phê hiện nay ý, là một trong những cái thức uống được tiêu thụ rất là nhiều hàng ngày ở trên cái đất nước này. Thế nên là khi mà cũng rất là dễ hiểu thôi khi mọi người tiếp nhận cái thông tin như vậy. Bản chất là mình là một người sản xuất cà phê thì mình cũng buồn khi nghe cái thông tin như vậy. Nhưng mà thực ra thì nếu mà nói là mình chắc là đỡ sốc hơn người tiêu dùng một chút, là vì thực ra những cái việc này ấy, nó hôm nay thì phát hiện ra pin, nhưng như anh cũng nói đấy, tức là năm trước thì họ cũng phát hiện ra là họ cũng trộn, không phải là pin thì họ cũng dùng rất là nhiều những cái hóa chất khác để cho vào cà phê. Là một nhà kinh doanh hay là sản xuất cà phê ấy, thì tôi hiểu rằng là họ làm như vậy thì thực ra là có hai mục đích. Cái mục đích đầu tiên ấy, là họ đương nhiên là họ muốn giảm giá thành sản phẩm và họ cạnh tranh bằng giá. Và cạnh tranh đấy đương nhiên là không tốt rồi, bởi vì nó quá là nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng mà còn một cái vấn đề mà tại sao họ lại làm như vậy nữa ấy, đó là vì là như này, nó đã ăn sâu vào cái tư tưởng của rất nhiều người Việt Nam ở rất nhiều thế hệ trước, rằng là cà phê thì phải rất đen, rất đắng và rất sánh. Thế nên là bằng cái việc là tôi tin rằng là cái pin mà họ lấy ra cái lõi đấy ấy, thì rất nhiều đó là than. Nhưng mà cái độc hại hơn ấy, nó là rất nhiều những cái kim loại nặng, và cái đó thì rất rất ảnh hưởng đến cái sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng mà cái việc mà họ dùng cái than đó ấy, thì một trong những lý do là họ muốn cái màu của cà phê ấy, nó cũng phải đen được như vậy. Vâng. Đấy thì theo tôi thì đấy là một cái rất là sai, mà cần phải giúp người tiêu dùng và đặc biệt là những cái cơ quan truyền thông giúp cái người tiêu dùng rằng là làm sao chúng ta phải bỏ cái quan niệm này đi. Vâng. Thì cái người tiêu dùng ấy là những người mà được tận hưởng cái sản phẩm cà phê cũng đỡ khổ. Vì cà phê nguyên chất nó đang rất là tốt, và nó không phải là đen rồi là sánh như vậy, rồi là siêu đắng như vậy, đúng không? Vâng. Cà phê là một cái món quà của thiên nhiên dành cho con người. Nó rất là tuyệt vời, và mọi người hãy đừng quan điểm rằng là cà phê nó phải rất đắng, rất sánh, phải thế nọ, phải và thế rất kia. Đen như vậy, vâng. Đúng không? Vâng. Nhưng vâng. mà tôi nghĩ rằng dù có là mục đích gì được đưa vâng. ra cũng chỉ là ngụy biện cho cái sự vô lương tâm của những người làm cà phê bẩn mà thôi. Vâng. Cái đó vâng. thì cái đó thì chắc chắn rồi. Vâng. Và mình thì không thể nào mà mình gọi là có cái bảo chữa gì cho tất cả những chuyện đó. Vâng. Và theo tôi mới biết ý, thì các chuyên gia hay là mọi người cũng nói, tức là thứ nhất là về mặt pháp luật mà nói ấy, thì nó không còn là câu chuyện là hành chính nữa rồi, mà nó đến cái mức gọi là tương đối là hình sự rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà anh trộn cái pin đấy vào cà phê, nếu mà anh dùng để cho người ta uống thì rất là nguy hại, bởi vì nó có thể không gây ra cái việc là ngộ độc ngay lập tức, nhưng nó ảnh hưởng rất rất sâu sắc. Vâng. Vâng. Vâng, vậy thì chúng ta phân biệt thế nào giữa cà phê nguyên chất và cà phê bẩn, ngoài những cái anh vừa nói là bọt hay là có những cái màu sắc, còn có những cái yếu tố gì có thể phân biệt được giữa thật và giả như vậy? Vâng. Nếu mà nói về các yếu tố phân biệt ý, thì thực ra mà nói thì người tiêu dùng rất là bị khó khăn trong cái việc này, bởi vì cái đấy nó vừa dễ mà vừa khó. Dễ là vì sao? Nếu mà mọi người đã biết về cà phê nguyên chất, đã uống nhiều cà phê nguyên chất, đã có những cái quán có thương hiệu hay là mình quen uống cà phê nguyên chất đấy rồi, thì lại rất là dễ khi mà cầm trên tay một ly cà phê không nguyên chất hoặc là được tẩm và độn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mình nói là như này, bởi vì thứ nhất là
Nếu mà nó dễ, tức là mọi người đã biết được cái hương vị của cà phê nguyên chất rồi, thì ngay cái bằng mùi hương thôi. Mùi cà phê nó là những cái gì rất là tự nhiên, mùi của nó rất là dễ chịu. Khi mình ngửi nó, mình không có cảm thấy là nó có một chút khó chịu gì cả. Còn cái mùi của cà phê tẩm ấy, và cà phê mà họ độn các phụ gia hay là nguyên liệu mà nhân tạo ấy, thì nó có một cái mùi hắc rất là đặc trưng. Đấy. Thế nhưng mà câu chuyện là gì? Đa phần thì mọi người lại không thể nào mà gọi là có một cái nguồn tin cậy là ừ thế tôi uống ở chỗ này thì không biết là có nguyên chất không để mà tham chiếu. Thì có những cách mà ở trên mạng dạo này mọi người cũng chia sẻ, nó cũng đó là cũng là cái cách mà cách đây khoảng 3-4 năm mà tôi cũng đã chia sẻ với mọi người để phân biệt. Đó là thứ nhất là mọi người thử nhìn bằng có một cái cốc nước ấy. Vâng. Đúng không ạ? Và mọi người có thể là cho cái bột cà phê đó vào cái nước thì ít nhất cũng đã giảm thiểu được tương đối. Ví dụ, nếu mà cái bột cà phê nó nhanh chóng nó chìm xuống đáy ấy, thì cái đấy chắc chắn là nó phải tẩm rất nhiều và độn rất nhiều những cái ngũ cốc khác, bởi vì ngũ cốc khác thì nhẹ. Vâng. Hạt cà phê sau khi mà được xay ra thì nó rất là nặng, còn hạt cà phê xay ra thì nó rất là nhẹ nên nó nổi phía trên. Còn nếu mà mình mà cho vào cái mà thấy nó rơi hết xuống đáy ấy, thì nghĩa là cà phê độn rất là nhiều những cái thứ như kiểu là bột ngô hay là bột đậu nành được rang cháy. Vâng. Hay là ví dụ như là khi mà vào mà đã thấy chưa vừa vào nước phát nước nó chuyển màu đen rất là nhanh thì chắc chắn là nó nhiều khả năng nó được nhuộm màu, bởi vì cái màu cà phê thì ít nhất cũng phải khuấy khuấy nó lên thì nó mới có thể chuyển màu, và nó chuyển màu cũng nhẹ nhàng và nó cũng không đen sẫm như vậy. Vâng. Thì đấy là một số cái cơ bản. Vâng, thế còn về Giáo Thành thì sao ạ? Khi mà chúng ta lựa chọn cà phê thì thường có những quan điểm là cà phê đắt, cà phê rẻ. Vậy thì cà phê rẻ có chắc là cà phê không tốt hay không? À, cái này thì lại cái này thì đối với tôi là một nhà kinh doanh cà phê và hiểu về toàn bộ cái chuỗi cung ứng cà phê, thì tôi dám khẳng định một điều rằng là cái chuyện giá rẻ hay giá đắt thì nó không liên quan gì đến chuyện gọi là cái kỳ cà phê đấy có chất lượng hay không. Lý do là như này, cái thực sự ấy, cái chi phí để làm ra một ly cà phê ấy, nó rất là thấp. Nhưng mà tất cả các chi phí mà mọi người hay uống ở quán cà phê thấy rằng quán này đắt, quán này rẻ, chủ yếu là do những cái chi phí khác liên quan đến mặt bằng, nhân sự, rồi là những cái tiện nghi mọi người được hưởng ở trong cái quán cà phê đấy. Chứ thực ra cái gọi là cái chi phí của một cốc cà phê thì nó không ảnh hưởng nhiều. Thế nên là mình cũng muốn nói với cả mọi người rằng là không cứ là cứ cà phê rẻ mới là không tốt và cà phê đắt thì mới là tốt. Vâng. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, nó không còn ở phạm vi là một tách cà phê nữa rồi, nó liên quan đến rất nhiều người dân đang sử dụng những tách cà phê bẩn nhuộm bằng pin hay là những cái thứ trộn vào lung tung khác. Thế thì là một người làm về lĩnh vực cà phê và liên quan đến các cơ quan chức năng, anh nghĩ tại sao Việt Nam chúng ta là một nước hàng đầu về xuất khẩu cà phê mà vâng, người Việt Nam không được sử dụng một tách cà phê đúng nghĩa là cà phê? Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng hơi bị vĩ mô, nhưng mà cũng là người mà ở trong ngành này cũng vài năm, thì mình thấy một điều là như này. Cái điều này thì đầu tiên là phải nói đến cái lý do lịch sử của nó, tức là do Việt Nam mình có một cái thời gian là cà phê thì không đủ cho cái thị trường nội địa. Thế nên là lúc đó thì để có cà phê để phục vụ ấy, thì lúc đó đã phải độn nhiều cái thứ khác để mọi người có cảm giác là uống cà phê rồi. Vâng. Và cái việc đấy nó ảnh hưởng bởi lịch sử. Thế nên rất nhiều người Việt Nam bây giờ là người của thế hệ trước ấy, thì vẫn cứ quan điểm rằng không, cà phê là phải đắng, cà phê là phải thơm rất là lâu, cà phê rất là phải sánh. Thì đó là bởi vì đó là lý do lịch sử. Chứ còn mình tin rằng là nhiều cái tốt trong xã hội thì nó sẽ được nâng lên. Ví dụ là người kinh doanh cà phê bao nhiêu năm nay, mình thấy là như này. Rõ ràng là cái bức tranh thị trường từ năm trước đến năm nay nó đã khác lên nhiều rồi. Cà phê nguyên chất bây giờ có thị trường tiêu thụ lớn hơn rất nhiều so với cả một năm trước đây. Và cái điều này cũng phải cảm ơn những cái cơ quan truyền thông như là bên đài truyền hình hay là báo chí, họ nhắc đến để người dùng người ta cũng dần dần. Và cái đó ấy, thì nó không thể nhanh được, mà nó cần phải có thời gian và cần phải có cái sự lan tỏa. Nhưng giới cái việc mà Việt Nam mình bây giờ nó cũng mở cửa rất là rộng lớn rồi, thì mọi người cũng đã bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều những cái nền cà phê ở trên thế giới, thưởng thức những cái cà phê thuộc làn sóng thứ 3, rất nhiều thứ. Thế nên là mình tin rằng là chúng ta cần thời gian để thay đổi cái điều đấy, chứ mình không tin rằng là một cái xấu nó có thể tồn tại vâng, mãi mãi được. Vâng. Vậy thì trong khoảng thời gian đó làm thế nào để những người ví dụ thế hệ trước chẳng hạn đã thói quen cái vị trước rồi thì có thể thay đổi sang một cái vị để quen với vị cà phê thực sự của nó? À vâng, câu hỏi này thì cũng rất là khó, bởi vì mình thì mình nghĩ là như này. Đầu tiên ấy, rất là mong rằng là những cái người làm cà phê là càng ngày thì càng có tâm hơn. Ví dụ như là mình thì mình là nhà rang xay và có một số cái quán ở Hà Nội, thì mình thấy cái câu chuyện là như vậy. Tức là rất nhiều khi là chủ quán là họ sợ rằng là kiểu như là mất lòng một số cái khách nọ kia, họ không dám thay đổi. Nhưng mà khi mà có những cái chương trình như này thì mình tin rằng là họ sẽ hiểu hơn rằng là đúng thật là cái cà phê nguyên chất thì nó như thế này chứ không phải như thế kia.
thì bằng cái chuyện là nhận thức họ dần dần thay đổi này, rồi là những người kinh doanh có tâm hơn, rồi cái bản thân cái người dùng ấy họ cũng được trang bị nhiều kiến thức hơn thì nó sẽ tốt hơn. Thứ hai nữa là mình cũng rất là cần những cái cơ quan chức năng là cũng nên là phải vào cuộc tích cực hơn trong những cái câu chuyện này. Bởi vì sao? Bởi vì theo mình ấy thì cái lượng tiêu thụ ở thị trường nội địa ấy, thì rất lớn là ở những cái quán cà phê. Và thực ra ấy, nếu mà về mặt gọi là đúng thủ tục ấy, thì tất cả những cái quán cà phê đấy khi mà bán cà phê cho khách hàng ấy thì đều phải có gọi là đầy đủ tất cả các giấy tờ. Nào là cái đơn vị đấy phải cung cấp được là phiếu kiểm nghiệm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và xác nhận công bố của Bộ Y tế. Đúng không ạ? Thì các cơ quan chức năng cũng vẫn cần phải vào cuộc cho những việc đấy. Được. Kiểm tra xem là cơ sở này đang lấy cà phê ở đâu, đúng không ạ? Rồi là vẫn phải lấy mẫu, vẫn phải đi làm đúng cái công tác của mình. Thì người dùng cũng thông minh hơn, người bán có lương tâm hơn. Mà được, các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc cho những vấn đề đấy. Những cái cơ quan truyền thông thì giúp cho mọi người hiểu hơn về cà phê, có chia sẻ nhiều hơn về cà phê, thì mình tin rằng là mọi việc nó sẽ tốt lên. Vâng, hy vọng là sẽ có nhiều cuộc chia sẻ như vậy nữa để cho người dân hiểu thêm về cà phê nguyên chất là thế nào. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, những gì mà anh Hồng Sơn có chia sẻ, chúng ta có thể thấy là không quá khó để có thể phân biệt được là mình có đang uống cà phê nguyên chất hay không. Thế nhưng đó chỉ là những biện pháp trước mắt thôi. Còn điều quan trọng nhất vẫn là lực lượng chức năng rồi cơ quan quản lý cần có những biện pháp chặt chẽ hơn, xử phạt nghiêm khắc hơn để đặc sản cà phê của chúng ta không bị tẩy chay trên chính quê hương của nó.